Hiện nay trong sản xuất lúa gạo có 3 yếu tố chính gây phát thải khí nhà kính, gồm bón quá nhiều phân đạm, đốt rơm rạ hoặc vùi rơm rạ vào trong đất. Công cuộc hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế đòi hỏi sản xuất nông nghiệp phải thay đổi quy trình. Sản xuất nông nghiệp hiện chiếm đến 30% khí thải nhà kính trên toàn quốc và cũng là ngành tạo ra tín chỉ carbon. Canh tác nông nghiệp trách nhiệm cao chính là con đường ngắn nhất để khởi động sàn giao dịch tín chỉ carbon Việt Nam. Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hoàn thành chương trình VNSAT, chương trình chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, được thực hiện trên cây lúa ở 8 tỉnh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ và An Giang. Dựa trên thành quả này, nhiều diện tích lúa đã tiến lên canh tác theo phương pháp SRP của Diễn đàn Lúa Gạo Bền Vững Quốc tế. Tiết giảm phân bón và chúng ta sử dụng những phân bón mà tự nhiên nó có sẵn thì ở trong thiên nhiên là có thể, mà chúng ta thay vì những phân bón hóa học kiểu như là sử dụng đạm quá nhiều. Cái thứ hai là chúng ta tiết kiệm lại cái chuyện mà tưới nước, kiểu như là bây giờ hiện nay nó có cái phương pháp khô ướt xen kẽ, mực nước là hạ thấp, đừng cho nó hạ thấp quá 15 cm từ mặt ruộng đi xuống, và chúng ta mới bơm nước đi vào thì nó tiết kiệm được cái nước, thì có nghĩa là chúng ta tiết kiệm được năng lượng. SRP đưa ra 46 yêu cầu chặt chẽ về năng suất, an toàn thực phẩm và đa dạng sinh học. Theo nhiều tổ chức quốc tế, phương pháp canh tác này đang sinh giá trị khoảng 10 đô la một tín chỉ carbon cho sản xuất lúa Việt Nam. Có 4 năm gần đây nhất là chúng ta đạt được cái mức tuyệt đối, tức là 100 điểm hoàn hảo mà trên thế giới nha, không có chưa có nước nào làm được. Và chúng ta dự định rằng chúng ta sẽ mở rộng nó từng bước. Trong năm nay chúng ta sẽ mở rộng đâu đó khoảng trên 50.000 hecta cho cái phương pháp này. Một phương pháp đo lường phát thải khí nhà kính khác dự kiến cũng sẽ được áp dụng tại An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang giai đoạn 2023-2027 dựa trên nguyên lý tiết kiệm tối đa nước và phân bón. Mời được các nhà khoa học quốc tế để thiết kế một cái hệ thống đo đạc, kiểm định và tính toán để đảm bảo rằng là cái lượng chứng chỉ carbon mà dự án cấp cho các doanh nghiệp được sử dụng các cái tiêu chuẩn khoa học cao nhất. Hiện những cánh đồng sản xuất lúa bền vững vẫn đang tích lũy các số liệu thu thập được, chờ thị trường tín chỉ carbon khởi động. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là gạch đầu dòng đặt nền tảng cho hợp tác toàn diện mang tính chất hệ sinh thái khép kín và bền vững. Vấn đề còn lại là hình thành 1 triệu hecta lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh. Chủ thể tham gia vào chuỗi giá trị thì phải hiểu rằng là chúng ta phải cam kết thực thi những cái điều kiện nhất định. Thì như vậy thì chúng ta sẽ đáp ứng ra một cái quy trình sản xuất và quy trình đó đáp ứng được cái tiêu chuẩn về an toàn và phát giảm khí thải. Việc mà chúng ta kết nối đó là một quy luật tất yếu về không gian kinh tế, nền tảng, khía cạnh về nguồn lực. Thứ hai nữa là nó tạo ra một cái chuỗi giá trị, một cái hệ sinh thái mà nó phù hợp với cái khuynh hướng phát triển và thu hút đầu tư, phát triển đầu tư. Thứ ba nữa là vai trò cái chính sách. Nếu chúng ta kết nối chính sách, hợp nhất, làm việc cùng nhau, cùng hướng đến mục tiêu chung về sự phát triển kinh tế cả vùng Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và Mekong thì nó sẽ tạo ra sức mạnh cạnh tranh rất là lớn. Việc sản xuất lúa gạo theo mô hình canh tác bền vững sẽ giúp duy trì năng suất mà không hủy hoại tài nguyên đất, nước và môi trường. Như vậy, con số 49,6 triệu tấn khí thải nhà kính mỗi năm trong canh tác lúa sẽ giảm dần cùng với những tín chỉ mới được sinh ra. Canh tác lúa bền vững quy mô lớn sẽ giúp Việt Nam tăng sức cạnh tranh trên thị trường lúa gạo toàn cầu.